Nhằm phát hiện các ca nhiễm COVID-19 tiềm ẩn, bóc tách sạch F0 ra khỏi địa bàn huyện để sớm trở lại trạng thái bình thường mới, Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn triển khai xét nghiệm SARS-CoV-2 diện rộng trên địa bàn huyện đợt 6 năm 2021. Cụ thể, từ ngày 28 tháng 9 đến 30 tháng 9 năm 2021, toàn huyện triển khai xét nghiệm đại diện 42.956 hộ dân, chiếm 100% hộ dân trên toàn huyện. Phương pháp xét nghiệm test mẫu gộp 10 người theo hình thức cuốn chiếu theo từng địa bàn xã thị trấn, mỗi hộ một người, chọn đối tượng nguy cơ trong gia đình. Nhân viên y tế của Trung tâm Y tế huyện và các trạm y tế xã thị trấn, các cán bộ y tế về hưu, tình nguyện viên trên địa bàn đến test tại hộ gia đình, tại ban ấp, tại các địa điểm công cộng, thuận tiện thực hiện test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2. Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 tiềm ẩn nguy cơ xâm nhập vào địa bàn huyện hiện nay, việc người dân hợp tác cùng địa phương xét nghiệm test COVID-19 cộng đồng, tuân thủ nguyên tắc 5K, tuân thủ chỉ thị 15 tăng cường ở Thoại Sơn là yếu tố quyết định thành công phòng chống dịch, làm sạch địa bàn không có F0, sớm đưa huyện trở lại trạng thái bình thường mới.